Hello, xin chào em. Theo kênh của mình ha, mình lại hoàn thành bộ lắp đôi tơ mini ha. Thì cả hôm ngày công việc mình cũng lưu bu sang kẻ nè. Thì đồ về đủ thì mình tranh thủ mình làm cho anh em ha. Thì đây cái con bốn thì hai máy cũ ha, mình dọn lại ha. Thì mặc dù là mình làm máy cũ nhưng trong những clip trước mình có nói đó, thì mình sẽ dọn sạch sẽ cho anh em hết ha. Máy bên ngoài lẫn bên trong luôn nha. Ví dụ như lốc đồ này kia đó, cái nào cần thiết ok thì mình sẽ làm lại hết. Để cho máy nó ok nhất cho anh em có thể ha. Đây là một trong những con máy cũ. Cũng còn ok ha, cái áo nó xuống màu thôi nhưng mà nói chung là những thứ khác cũng vẫn còn ok nha nè, nhìn chung vẫn liền lạc ha, đồ full ha, không gì hết. Nếu như bình xăng con kia có hư thì mình sẽ thay ngăn khác thôi, đơn giản là không có gì. Thì cái lắp này khá là ngắn nha nè, chỉ 1,5 đó. Anh này nhìn đặt chạy cái xuồng trong cái vuông tôm hay cái vuông cá mình quên đó, như ở Cà Mau, nhìn nhớ bà mày là Cà Mau á. Thì mình còn làm khoảng 2-3 bộ nữa nè, có bộ có máy, bộ không có máy tùy, có máy thì nó đăng, không có máy thì mình sẽ chỉ giao thôi. Không có đăng ha. Thì con này thì mình đã làm xong cái đầu máy, làm xong có mấy ngày ha. Độ của dàn lắp đủ thì mình mới làm, mình gấp lại rồi mới test ha. Máy móc đã kiểm tra ok kia, canh các kiểu lại. Thì bây giờ test lại cũng đã canh lại cái lần cuối ha nè, trước khi mình giao quay clip cho anh em xem ha. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình ha, số 0385555933 ha. Rồi đầu nấu máy ha nè. Con bốn thì này tua nó khá là chậm nha, tua nó chậm lắm. Em xuống gầm tì là nó chạy cái tiếng nhẹ nhẹ rồi nè. Tại vì nãy mình chỉnh cái loại sau bố nó hay bung quá nhanh bung quá nè. Gầm tì chậm quá thì nó cũng bung nữa. Rồi chơi chơi nó đã bung ngay chuyên dịch rồi. Rồi khi anh em giật nó chạy nó tắt, giờ nó bắt nó bắt cái bố chuyên dịch rồi. Thì cái này vậy nè. Làm nhít ngay nhẹ đã nó đạp nước rồi nè. Cái nhông này có kêu nhẹ anh em. Nhỏ nó kêu thôi nhưng mà lên ga lại mất lại. Đó, đã nhầm khi gì nó chạy nó dính cái bố cái nằm xuống ga nó tắt luôn. Đó là giờ nó quấn cái bố nó nặng máy nó tắt thôi. Còn tải á. Bốn thì cái tiếng nêm ru thôi. Con này ok ha, có ra khói á. Rồi, lên ga nha nè. Anh em xuống gà là nó vẫn còn bung cái bố này, nó tắt ra chứ không gì. Đây nó còn mình canh là so lại. Nếu mình nương từ từ để cái bố nó tắt từ từ thì nó không tắt. Bây giờ nó không có dính cái bố. Để mình giải thích cái thằng này xíu thôi chứ không có gì. Nè bên gà xuống gà đều tay thì nó không có tắt, bây giờ nó không bị bung cái bố này đó. Để coi mình có rảnh thì mình chỉnh cái lò xo lên xíu, còn không thì để gì anh em nhít nhẹ nó lên nha, nó chạy sẽ nhanh hơn hay ha. Dài vậy, dài à, mình quen nha anh em. Rồi tắt máy nha nè. Tiếng máy này rất là im ha, con này ấm, tiếng nó ấm. Mặc dù là máy cũ nhưng mà vẫn ok thôi, nói chung mình dọn cho anh em những con máy còn ok mình mới dám gửi cho anh em ha, chứ khi anh em mới sai cũng khá là phiền phức. Cái nào mình phải canh chỉnh ok hết rồi mình mới gửi. Thì anh em nếu nhu cầu sử dụng thì liên hệ anh nhé. Qua số điện thoại 0385555933. Xin chào anh em trong clip tiếp theo.